Hiện nay Đồng Nai đã chính thức bước vào mùa mưa. Năm nay dự báo của ngành khí tượng thủy văn cho thấy khả năng các cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào Đồng Nai sẽ rất thấp. Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng thời tiết có những diễn biến rất khó lường như hiện tại, thì việc chủ động xây dựng các phương án để phòng chống lụt bão là điều không bao giờ thừa. Trong tiết mục Chuyện nhà nông tuần này, mời quý khán giả cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ để tìm hiểu một số biện pháp mà huyện đã và đang triển khai để chủ động đối phó với mưa bão trong thời gian tới. Thưa ông, thì mùa mưa bão năm nay cũng đã cận kề. Vậy thì để mà chuẩn bị đối phó với tình hình mưa bão thì huyện Cẩm Mỹ đã có những cái phương án như thế nào? Nhận định thời tiết trong năm 2019 tiếp tục diễn biến bất thường, thì để chủ động trong công tác phòng chống mưa bão cũng như là lốc xoáy, thì huyện đã có cái văn bản chỉ đạo, đồng thời đi kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn, chủ động là gia cố tất cả các cái bờ đập đối với các cái hồ trên địa bàn. Thì hiện nay huyện Cẩm Mỹ đối với ban quản lý công trình thủy lợi của huyện quản lý thì có 3 cái hồ được huyện quản lý, đồng thời gắn kết với 3 hồ lớn do đơn vị của tỉnh quản lý cũng như là đơn vị bạn giáp ranh. Thì ngoài cái vấn đề của các cái đơn vị bạn của tỉnh đã chủ động trong cái công tác là phòng chống bờ đê rồi nạo vét, thì cũng làm việc với đơn vị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho công tác gia cố rồi điều chỉnh cái hồ, đặc biệt là hồ cái Bình Bằng giáp ranh với khu vực xã Lâm Sang hiện nay. Ở đây thì bên kia cũng đang chuẩn bị sửa chữa cái bờ đập để tránh cái tình trạng mà vỡ đập như năm 2018-2017 trước đây. Thì còn về huyện thì hiện nay đang thi công thực hiện khẩn trương để hoàn thành các cái công trình trước mùa mưa xảy ra, để chủ động cho công tác xả lũ khi có mưa lớn vào mùa mưa chính và lớn, thì kịp thời xả lũ để đảm bảo cho cái an toàn của bờ đập. Trong công tác phòng chống lụt bão thì cái việc chuẩn bị đầy đủ và chủ động là vừa các cái phương tiện rồi nhân lực cũng như vật lực là vấn đề rất là then chốt. Vậy thì huyện Cẩm Mỹ đã có cái sự chuẩn bị như thế nào trong mùa mưa bão năm nay? Để chủ động cho cái chuẩn bị các cái phương tiện phòng chống lụt bão cho mùa mưa tới, huyện trước tiên là ra soát kiểm tra lại các cái trang thiết bị đã cung cấp cho các địa phương. Ngoài ra tại các kho lưu trữ của huyện như là bên lực lượng công an huyện đội và tại cơ quan phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, thì kiểm tra lại tất cả các trang thiết bị như là máy cưa rồi đèn pin ủng, rồi cũng như các cái trang bị khác phục vụ phao phục vụ cho cái cứu hộ khi có tình hình thời tiết diễn biến xấu xảy ra, cũng như các cái sự cố trên các cái hồ đập trên địa bàn huyện. Thì huyện tiếp tục thì chuẩn bị để rà soát xong. Thứ hai nữa là cái các phương tiện tại các hộ dân làm việc lại để chủ động kiểm tra các cái phương tiện có đảm bảo cho cái điều kiện di chuyển khi có tình huống xảy ra. Trong trường hợp mưa bão lớn xuất hiện, nước trong các cái mực hồ nó dâng cao và gây có khả năng gây vỡ hồ, thì cái phương án đối phó với cái tình huống này đã được huyện xây dựng như thế nào? Để chủ động cho cái xả lũ khi có tình huống mà nước tràn về quá lớn so với các năm theo cái tràn bình thường, thì hiện nay đối năm 2019 này thì ngay từ đầu năm huyện đã có cái chủ trương là gia cố sửa chữa lại các cái đập tràn xả lũ trên mức cái ngưỡng tràn. Thì hiện nay thứ nhất cái gia cố cái vấn đề đó đã thực hiện xong đối với các hồ của huyện quản lý. Cái thứ hai là điều chỉnh sửa chữa lại các cái van xả lũ để đảm bảo cho cái điều tiết nguồn nước trong mùa nắng, và đồng thời chủ động cho cái xả lũ trong mùa mưa khi nước nó dâng cao, để tránh cái tình trạng nước tràn qua bờ đập rồi có cái nguy cơ vỡ đập. Thì ngoài hai cái yếu tố chính đó thì huyện cũng đã chủ động làm việc với các đơn vị trên địa bàn đối với các cái chuẩn bị cho các cái máy bơm của các hộ dân lân cận. Ngoài ra cũng
chuẩn bị các cái khu vực khác để khi có tình huống mà nước lớn về thì chủ động đặt vào để bơm điều tiết nước, không để cho nước tràn qua cái bờ đê gây nguy hiểm cho cái bờ đê cũng như là các hộ dân phía dưới hạ lưu. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.